Hi, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và cập nhật cho anh em tình hình giá cũng như ưu đãi của các dòng xe Everest. Everest hiện tại thì Ford Everest đang có 3 phiên bản. Đó phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất là bản 2 cầu, tiếp đến là bản Titanium bản 1 cầu và bản Sport. Thì tất cả các dòng xe Everest thì đều sử dụng là máy động cơ 2.0 có turbo tăng áp, máy sẽ là máy diesel nhé. Với Ford Everest thì ở đây là phiên bản là Titanium 2.0 một cầu nhé. Đây là phiên bản một cầu. Để phân biệt bản một cầu và bản hai cầu thì các bạn nhìn về ngoại thất ấy, thì bản hai cầu ấy, thì về trang bị nó sẽ cao cấp hơn, nó sẽ có thêm cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama và hệ thống an toàn, nó sẽ có thêm số kiểu hệ thống an toàn cao cấp hơn so với phiên bản một cầu. Bản Titanium bản một cầu này thì mức giá niêm yết hiện tại là 1 tỷ 181 triệu. Bản hai cầu đắt nhất Titanium sẽ là 1 tỷ 399 và bản Sport sẽ là 1 tỷ 112. Về ưu đãi thì bản một cầu sẽ là giảm 90 triệu tặng một gói phụ kiện có dán phim trải sàn cam hành trình. Bản hai cầu thì sẽ giảm 100 triệu, gói ưu đãi cũng là dán phim trải sàn cam hành trình, và bản Sport sẽ là giảm 85 triệu có tặng dán phim trải sàn và cam hành trình nhé. Với cái phiên bản Titanium bản một cầu này thì về kích thước tổng thể của xe, xe có chiều dài là 4m89, rộng 1m86 và cao 1m83. Về trang bị và tiện nghi thì phiên bản này anh em phải thấy là xe sẽ trang bị là hệ cụm đèn, tất cả là đèn LED nhé, đèn thông minh full LED hết đấy Everest. Với cái phiên bản này thì xe sẽ có trang bị cái bộ mâm là mâm hợp kim nhôm đúc, kích thước là vành sẽ là vành hai, có kích thước là 20 inch đấy. Xe sẽ có trang bị là phanh đĩa trên cả bốn bánh. Sẽ với hệ thống an toàn thì sẽ có là hệ thống cân bằng điện tử này, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ khả năng dốc, hỗ trợ đỗ xe chủ động đấy. Cảm biến đỗ xe thì với cái biển bản Titanium thì sẽ có cảm biến đỗ xe cả trước cả sau, còn bản Sport thì chỉ có cảm biến đỗ xe phía sau thôi. Đấy. Ở đây phiên bản này sẽ có màu đen, xe sẽ có rất nhiều màu: màu trắng, màu đen, màu xám, màu đỏ, ghi vàng, bạc, màu xanh và màu trắng, trắng tuyết. Đây, bản này thì ở cốp sau sẽ là cốp điện nhé. Đây, cốp sau sẽ là cốp điện và có đá cốp. Đấy, bản này sẽ là cốp điện và có đá cốp. Hàng ghế thứ ba cũng sẽ là đóng mở gập điện cho anh em. Đây, hàng ghế thứ ba phiên bản này sẽ là đóng mở và gập điện. Để mà đóng cốp thì các bạn có thể sử dụng nút điện hoặc là các bạn có thể sử dụng đá cốp nhé, rất là tiện. Đấy, cốp sau cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Đấy, cốp điện nhé. Đấy, mở lên mở xuống rất là tiện. Bên bản này thì đây, hàng ghế thứ ba anh em có ở đây có cái nút điều chỉnh, hai nút điều chỉnh để anh em có thể là gập cốp gập hàng ghế thứ ba mà anh em sử dụng là gập điện, sẽ không phải sử dụng gập tay, rất là tiện. Đấy. Đây, về nội thất thì phiên bản này sẽ là nội thất, tất cả sẽ là nội thất ghế da màu đen nhé. Và phần ghế lái thì anh em sẽ có ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Đấy, về hệ thống điều hòa thì xe sẽ có điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, vật liệu ghế sẽ là vật liệu ghế da tổng hợp nhé. Đấy. Đấy, hàng ghế thứ hai thì anh em thấy là ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Đằng sau ở hàng ghế thứ hai thì cũng có các cổng sạc điện này. Đấy. Với phiên bản này thì xe sẽ chưa có cửa sổ trời toàn cảnh, cửa sổ panorama chỉ có ở bản hai cầu thôi, Titanium. Đấy. Tất cả thì ghế lái thì sẽ có là ghế lái chỉnh điện cho anh em. Đấy, về hệ thống ghế lái, về hệ thống tiện nghi và an toàn thì với phiên bản hai cầu anh em sẽ có thêm là hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm này, cảnh báo áp suất lốp này. Đấy, đấy là phiên bản hai cầu nó sẽ có cao cấp hơn, còn phiên bản một cầu thì chưa có. Đấy, với phiên bản một cầu này thì anh em sẽ có trang bị là hệ thống loa giải trí là 10 loa, màn hình thì sẽ là màn hình có kết nối điều khiển giọng nói này, có dẫn đường này, và đây là màn hình là cảm ứng nhé, 8 inch. Đấy. Vô lăng thì sẽ là vô lăng bọc da 3 chấu, có hệ thống điều khiển âm thanh đàm thoại rảnh tay trên vô lăng, rất là tiện. Nhưng đáng tiếc cái phiên bản này sẽ sử dụng là phanh sẽ là phanh phanh tay, phanh cơ. Đấy. Xe sẽ sử dụng hộp số là hộp số tự động anh em nhé. Đây, phiên bản này sẽ là hộp số tự động. Đấy. Hộp số tự động thì tất cả các bản đều là hộp số tự động 10 cấp.